rồi đó. Mà bữa nay em mới được cô Thảo dẫn đi chợ đó nha. Phải rồi, vì bữa nay cô nấu lẩu mẻ cá chẽm mà. Món này muốn ngon nhất định là phải lựa cá chẽm cho thiệt là ngon nha. Cho nên là ngày hôm nay cô Thảo mới đích thân đi chợ để chọn mua cá chẽm đúng không? À, cái này là cá chẽm phải không cô? Ừ, đúng rồi, cá chẽm đó, con dâu. Cô nấu lẩu cho 4 người ăn thì cần khoảng 500 gram phi lê cá chẽm. Nếu mà lóc ra thì đúng được 500 gram đó. À, nhưng mà cô ơi, mình lựa cá chẽm nguyên con sao mà nó tươi với ngon hả cô? Dễ lắm. Đầu tiên là mình nhìn mắt cá nè, mắt cá rất là sáng và trong, thấy không? Dạ. Còn phần mang cá đó, cái mang cá như vậy là tươi nè nha. Còn cái phần da cá khi mình ấn vào nó có độ đàn hồi, da với vảy thì nó khít với nhau như thế này và nó sáng lấp lánh như là bạc vậy đó. Vậy là con cá này được nè, mình lấy con cá này nha cô. Ừ, mình lấy luôn con này ha. Dạ. Rồi, chị cân dùm con cá này nha. Quý vị khán giả hãy nhìn con cá tươi ngon này mà xem. Chắc chắn ngày hôm nay chúng ta sẽ có một món lẩu cá chẽm rất là ngon đó. Thân mến, hiện giờ thì cô Thảo và Minh Châu đã quay trở lại căn bếp nhỏ thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhờ cô Diệu Thảo điểm qua nguyên liệu của món ăn ngày hôm nay nha. Sau khi chúng ta đi chợ về với con cá chẽm mà chúng ta vừa mới lựa mà chợ xong á, thì chúng ta sẽ lấy được khoảng 500 gram phi lê cá chẽm nè, 100 gram rau quế, khoảng 5 cọng hành lá, 5 cọng ngò gai và nửa củ hành tây. Sau đó mình chuẩn bị tiếp một trái ớt sừng nè, một chén nhỏ cơm mẻ, một trái dừa xiêm, các loại gia vị thông thường nè, bột ngọt Ajinomoto, hạt nêm, nước hầm xương Ajingon và giấm gạo Lisa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sắc ra. Sắc miếng dày khoảng chừng 5 ly thôi. Vì sau đó là mình Châu giúp cho cô xếp lên trên dĩa nha. Dạ. Thịt cá chẽm mình mua rất là tươi nên rất là chắc phải không cô? Đúng rồi. Nhưng mà Minh Châu nhớ lưu ý là sau khi chúng ta xếp lên trên dĩa như vậy xong đó, thì cắt xong thì chúng ta phải giữ phi lê cá chẽm ở trong tủ mát để cho thịt phi lê cá chẽm lúc nào cũng thật là tươi thì ăn món lẩu này mới ngon. Dạ. Bây giờ Minh Châu giúp cô cho cái này vào tủ lạnh nha. Dạ. Đầu tiên là cô sẽ cắt cái phần hành tây này. Cắt muối cao nhỏ nhỏ vậy thôi hả cô? Trong lúc này em sẽ lặt húng quế cho cô ha. Minh Châu giúp cô lặt húng quế ra, chúng ta sẽ nhặt ra thành từng lá là được rồi. Tiếp đến là phần ngò gai với lại hành lá. Ngò gai thì cô sẽ cắt nhỏ nè, còn hành lá thì chúng ta sẽ chia ra làm hai. Dạ. Phần đầu hành chúng ta để riêng. Rồi, còn cái phần hành lá này thì cô sẽ cắt khúc. Ủa sao mình phải chia đôi ra vậy cô? Tại vì phần đầu hành này cô sẽ sử dụng để phi lên cho thơm và chúng ta sẽ cho chung vào trong nồi lẩu để giúp cho nồi lẩu thơm hơn. Dạ. Còn phần ngò gai thì chúng ta sẽ cắt nhỏ thôi. Cuối cùng là đến phần ớt sừng nha. Ớt sừng thì cô sẽ cắt đôi cái ớt sừng ra, sau đó chúng ta sẽ đập dập. Bây giờ các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu nấu phần nước dùng để nấu lẩu. Để nấu nước dùng để làm lẩu thì chúng ta sử dụng nửa lít nước và thêm một cái nước dừa xiêm này. À, cái này lạ nè cô Thảo. Tại vì em thấy là nước dừa xiêm thì đúng là dùng nhiều trong các món ăn thật á. Nhưng mà dùng để nấu lẩu thì hơi bị ít đó. Đặc biệt là món lẩu mẻ cá chẽm này thì chúng ta sử dụng nước dừa xiêm để nấu lẩu, làm cho nước có vị ngọt thanh và rất là ngon. Em đã nhớ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho một trái dừa xiêm vào. Bây giờ chúng ta sẽ nêm vào đây 5 muỗng canh mẻ. Sau đó cô sẽ lần lượt tiếp tục và nêm thêm khoảng nửa muỗng canh đường vào. Khoảng nửa muỗng canh bột ngọt Ajinomoto nè. 1 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê hạt nêm nước hầm xương Ajingon. Sau đó cô sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng canh giấm gạo Lisa. Cuối cùng thì cô sẽ nêm thêm khoảng 1 muỗng canh nước mắm nữa. Cô ơi, nước sắp sôi rồi, em lấy cá bỏ vô nha. Chưa đâu, cô còn giai đoạn này nữa là trước khi mà chúng ta cho cá vào á, chúng ta sẽ cho tiếp những cái nguyên liệu còn lại là gồm có ớt sừng đập dập nè, hành tây, rồi đầu hành, rồi nhất là cái phần đầu hành lúc nãy á, là cô đã phi thơm rồi. Thì chúng ta mới cho tất cả những nguyên liệu này để cho nước lẩu của mình thật là thơm. Dạ. Cuối cùng khi mà cho cá vào á, thì không phải mình cho vào một lượt, mà ăn tới đâu mình mới nhúng cá tới đó, thưởng thức thì mới ngon chứ. Dạ cô, dạ, cái này em mới biết á. Rồi, ớt sừng nè, hành tây nè, hành ngò gai. Dạ. Đầu hành này chúng ta cũng cho luôn vào để cho tạo mùi thơm. Và cuối cùng khi mà nước sôi trở lại thì chúng ta sẽ cho hết cái phần rau quế này vào một lần nữa. Cho hết vào luôn một lần hả cô? Và bây giờ có thể thưởng thức món lẩu mẻ cá chẽm rồi đó mình Châu ơi. Dạ. Rồi, nước cũng đã sôi và các gia vị cũng đã hòa đều, rất là thơm ngon nha. Dạ. Bây giờ cô sẽ nhúng thử cho Minh Châu một vài miếng cá.
Lấy một ít bún nè. Chúng ta cho bún vào. Cô ơi, cô nhúng cho em miếng rau sống với. Rồi, cô sẽ nhúng một ít rau sống vào. Cuối cùng thì cô sẽ múc cá ra. Rồi, chan nước lẩu thật là nóng vào. Ăn món này phải ăn thật là nóng mới ngon nha Minh Châu. Dạ. Mà Minh Châu nhớ nha, nếu mà tùy theo ý thích mình sẽ dọn kèm với lại một chén nước mắm ở sắc khoanh nữa. Dạ. Để mình có thể chấm thêm nếu mà thích. Thịt cá mềm, thơm, không bị nát. Còn nước lẩu thì em không biết phải diễn tả sao nữa cô Thảo ơi. Ngọt nè, vị ngọt thanh của nước dừa này nha, mà cái vị chua chua rất là đậm đà của mẻ và giấm gạo Lisa. Cô ơi, chắc rồi. Em phải ăn hết cả ký bún luôn đó cô. Đó cũng chính là yêu cầu của món lẩu mẻ cá chẽm đó các bạn ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị nhớ thường xuyên giữ liên lạc với chương trình nhé. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau thật nhiều những kinh nghiệm thú vị nè, cũng như là thật nhiều những món ăn ngon. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Số điện thoại 061-882-6188. Còn bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.